My name is Nguyen. Today is July 22nd, 2011. I'm interviewing Mr. Nguyen Hiep at Our Lady of Lourdes Church in Denver, Colorado, for the 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Thưa anh Hiệp, rất là hân hạnh được phỏng vấn anh ngày hôm nay. Thì xin anh cho biết tên anh là gì, anh sinh ở đâu và anh hiện giờ thì anh đang ở đâu? Dạ, thưa chị, là tôi là tên là Nguyễn Hiệp, sinh là người Huế, tại Huế ở Việt Nam, và hôm nay tôi ở được 449 South Cellular Street, Denver, Colorado. Lúc ở Huế thì anh ở Huế, là anh lớn lên ở Huế thì anh ở trong ở đó bao lâu? Ở Huế thì tôi ở tới năm tôi học đại học. À. Rồi rồi đi lên. Dạ, rồi đi lên. Đi lên rồi rồi thì ở Huế luôn hay là phải đổi đi? Dạ không, đi lính thì đi bốn vùng chiến thuật. Sao ở Huế là cái thời gian tôi học trung học, xong rồi tôi thi toàn phần, xong rồi tôi lên Đà Lạt tôi học. Rồi khi anh học Đà Lạt tức là anh học trường Võ Bị hả? Không, là Đà Lạt là tôi học về kinh tế học, economics á. Xong rồi tôi mới chuyển về học đại học bằng anh ở Sài Gòn. Rồi cái thời gian đó rồi cái tổng động viên đó thì tôi mới đi lính không quân. Tôi mới đi sinh quân không quân. Nhưng mà anh có tức là phải vào quân trường của không quân hả? Thì rồi anh lớn anh ở nên khi mà anh Hiệp có thể nói sơ qua về cái thời thơ ấu của anh không được hay không? Cái hồi lúc nhỏ anh sống ở Huế thì gia đình ra sao? Bố mẹ anh làm gì, anh thường thích chơi những cái trò chơi gì, đi học có những cái kỷ niệm về bạn bè ra sao? Vâng, thì là xin phép chị để tôi nhớ lại, ôn lại cái quá khứ. Thì là ông cụ thân sinh tôi á, với bà cụ thì là gia đình của tôi 10 anh em. 10 anh em, tất cả 10 anh em. Và bây giờ tất cả 10 anh em đều ở tại Mỹ hết. Và hai ông bà cụ ở Mỹ luôn. Thì ông cụ thì mới mất năm ngoái. Ông cụ tôi đến 93 tuổi thì mất năm ngoái. Và tôi đưa về chôn ở Việt Nam rồi. Tôi đưa về chôn ở Huế. Ở núi Người Bình ở Huế. Còn bây giờ bà cụ là đang ở Cali với mấy đứa em của tôi. Đó thì bà cụ, hằng ngày hôm qua là bà cụ mới ở từ Cali mới chạy qua đây để thăm tụi tôi mà tôi chưa gặp về cuộc phỏng vấn này. Chút xíu tôi lên tôi gặp. À, về ông cụ tôi trước á là cái tiệm may rất là lớn ở Huế, nổi tiếng. Ông cụ tôi là nhà máy Liên, tức như là ông cụ là Liên Tây Dơ, nổi tiếng. Và học trò của ông cụ á thì mấy ông Mậu ở Sài Gòn với Duyên Võ ở Sài Gòn là học trò của ông già hết á. Rồi sau cái thời gian ông già ông mới đi làm thợ khoán. Cái thợ khoán thì tụi tôi, cái sở trường của tôi thì tôi thích đi đánh tennis. Ngày nhỏ tôi đã đi đánh tennis rồi, ông cụ cho đi đánh tennis. Thì là thể thao đó. Với tôi học võ. Học võ. Anh học võ gì? Tôi học karate đó. Của ông thầy tôi là ông, là bà của ông già tôi, ông thầy tôi là người Nhật. Tức như là tên là Suzuki. Mà ông là huấn luyện viên cho cảnh sát quốc gia ở tại Thừa Thiên Huế. Ông là người Nhật. Thật ra ông dạy tôi là học karate. Thật ra là tất cả cái gì thú vui rồi. Mà tôi cũng thích văn nghệ nữa. Học karate có đai đen chưa? Tôi đệ nhất đẳng. Thế bây giờ anh còn đánh tennis không? Dạ còn, lâu lâu còn đi chơi. Đánh tennis. Đây, cái anh này cũng thích nhạc nữa hả? Dạ. Anh chơi, bây giờ còn chơi nhạc không? Còn hát không? Còn hát thì mấy cái hội đoàn rồi hay kêu tôi lên hát. Để hôm nào có dịp tôi hát với chị nghe. Ngoài khi mà anh lớn lên ở ngay Huế đó. Thì ở ngay Huế hay là anh ở ngay giữa Huế, hay là anh ở vùng phụ cận không, Huế? Ngay thành Huế, thành đạo luôn.
Tức là nó kêu bằng cái gì? Ở ngay tại Quế thì nó kêu bằng cái gì? Đường Tráng Đạo ngay gần chợ Đông Ba đó. À. Ngay đường Tráng Đạo. Còn Phú Cam là nó đâu? À, Phú Cam là phía bên kia, bên Hữu Ngạn. Phía cả Phú Cam là bên nhà thơ đó. Dạ. Anh ở ngay trường Tráng Đạo. Dạ. Mà khi mà tôi đi học á, là tôi lại học trường Dòng. Dạ. Tôi học trường Providence. Dạ. Của Linh Mục Trần Hữu Tôn là kỳ đó cha làm hiệu trưởng á. Dạ. Rồi sau với cha mới làm trưởng giáo xứ của dòng San Francisco ở Huế. Rồi tôi học trên trường Bellaren. Dạ, anh học Bellaren. Tôi học toàn là mấy trường đạo không ạ. Rồi tôi vì ông cụ tôi là ông cho tôi vô nội trú luôn. Vì ông nói tôi vô nội trú lúc tôi còn trẻ nhỏ lắm. Chắc tại anh phá hay sao mà bị không cho phải ông cụ nói cho vô để mà học. Để mà học với tập cho nó quen cái nề nếp với cái để mình tự lập. Đó là tôi học lúc nhỏ. Tại một người cũng nhờ ông cụ vậy thì mình thích ứng mà nhiều môi trường mình thích ứng được. Mà hồi anh những cái môn chơi mà anh chơi thì anh thích chơi cái gì nhất trên tennis hay là đánh võ hay là cái gì khác? Tôi thích hai cái là tennis với đánh võ. Đánh võ. Tới bây giờ anh còn đánh võ không? Cũng còn tập sơ, cũng còn giật lại. Nhưng mà anh ở ngay, tất cả nhà đều ở ngay cái giữa thành phố ấy. Dạ, ngay thành phố Huế luôn. Ngay đường Tráng Đạo. Anh có cái nhiều cái kỷ niệm gì ở ngay ở Huế không? Thật ra thì Huế có rất nhiều cảnh đẹp nên thơ có anh rất là anh phải nhớ, nhất là anh ở Huế từ nhỏ đến lớn là anh nhớ ở Huế có những cái kỷ niệm gì. Có những cái kỷ niệm là kỳ đó mà mình trẻ đó. Thì cũng là mấy cô gái Huế đó. Cô gái Đồng Khánh rồi đó thì tụi tôi thường thường hay buổi chiều hay đạp xe đạp. Rồi đi đón với mấy trường Đồng Khánh rồi mấy cô về đẹp lắm, mặc áo trắng rồi đội nón rồi đi. Rồi có nhiều kỷ niệm á, mình đi với bạn gái của mình á thì rất là thơ mộng, mình đạp bộ mà kỳ đó đi xe đạp á thì mình đạp lên đồi vọng cảnh này. Rồi có thể là đạp đi mấy cái lăng tự đức của nó xa vậy đó mà tụi tôi vẫn cố gắng đạp mà vì đi với bạn gái đạp mà rất là thơ mộng, tôi thấy rất là thơ mộng. Rồi lên chùa Linh Mụ. Chùa Linh Mụ á là có những cái cảnh đẹp lắm, tụi tôi ngồi thơ mộng nói chuyện mà chơi thật rất ở Huế rất là thơ mộng, người ta nói là mà nhất là con gái Huế như là rất là thơ mộng. Trình sông Hương thì sao? Thì đó sông Hương á, sông Hương núi Ngự á. Nhưng mà cái hồi đó lúc mà anh lớn lên nữa thì là các cái lăng tẩm nó còn được đi tới được được. Dạ, đi vẫn đi được nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Thì mình đi là đi vậy thôi nhưng mà không chắc ăn là vì thường thường là du kích của Việt Cộng. Đó, thành thử ra là mình đi thì ví dụ đi buổi sáng sớm rồi gì đó hay là đi đó, còn bây giờ tối là không dám đi đâu. Anh Hiệp có được gia đình được bao nhiêu cháu? Tôi được 4 đứa. Nhưng mà qua đây rồi cái là tôi ly dị. Ly dị cũng là 6-7 năm rồi. Là vợ tôi vẫn ở tiểu bang này. Và mấy đứa con cũng ở tiểu bang này. Và tôi có 4 đứa. Thì là cái đứa đầu đã có cho nội rồi. Còn cái đứa thứ nhì á, thì nó mới ra master. Về ngành gì? Về hóa học. Còn người thứ nhất thì ra ngành gì? Người thứ nhất thì nó ham chơi thì nó học xong rồi nó đi làm. Nó chỉ là toàn phần thôi, high school thôi. Còn mấy cái đứa kế thì còn nhỏ. Cháu nhỏ nhỏ nhất của anh là mấy tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi? Vì tôi lấy vợ trẻ, vợ lúc đó là vợ tôi có năm mấy tuổi à? Sinh năm 7 thì năm... Nhưng mà anh lập gia đình từ bên Việt Nam mà phải không? Vâng. Tí rồi bây giờ có cháu nào ở với anh không? Cháu nó ở với mẹ nó. Nhưng mà thường thường chủ nhật đồ là cha con gặp nhau đi chơi rồi đó. Anh ở một mình bây giờ? Vâng, tôi ở một mình. Mấy ông không mừng là bay bướm lắm. Dạ, con đâu. Nói vậy thôi chứ cũng không phải hết nha. Nhưng mà hiện tới giờ thì anh còn đi làm không? Không, tôi retire. Anh retire rồi. Bao lâu rồi? Tôi retire cũng được
2 năm rồi. 2 năm rồi, dạ. Tất nhiên là đi Thái Loan đó chị. Dạ, đúng rồi. Đi Thái Loan á. Dạ, tại sao vậy? Là vì mình mệt mỏi rồi thì đi Thái thôi. Ồ. Vì cái kinh tế nó xuống thấp á. Dạ. Tại đó khi mà tôi làm hàng báo thì nó lô cái việc. Ừ. Lô cái việc á, thì nhưng mà nó không... Mình xin lay off rồi, nó không có lay off. Dạ. Cái hàng báo ở đây nó không lay off, nó khôn lắm. Nó không lay off. Lay off nó phải chịu tất cả mọi chi phí cho mình, nó không lay off. Thì nó đây kéo dài rồi thôi. Thì mình chỉ xin retire thôi. Chắc còn bây giờ làm, vừa làm mà không có việc làm, mà mình cũng phải ở vậy, tiền mình xài. Ừ. Thì tôi xin retire non. Ừ. Đấy cái tuổi được xin là xin luôn. Ừ. Bây giờ cái sức tôi tiền retire cũng đủ sống không? Cũng tạm được. Cũng tạm được, dạ. Thì cái hồi mà lúc mà sau 75 rồi á, cái ngày 75 thì cái năm lúc đó anh ở đâu? Tháng 4 75 thì anh ở đâu? Tháng 4 75 để đáng lẽ là tôi đi. Ừ. Đáng lẽ là tôi có... Lúc đó anh ở đâu? Tôi ở Đà Nẵng. À. Tôi ở ngay Bộ Tư lệnh Đà Nẵng. Dạ. Thì lúc đó là tất cả mọi giấy tờ gì là tôi làm hết để mà bốc cả gia đình đi luôn. Ừ. Thì là tôi đã làm hết rồi, trong Bộ Tư lệnh thì ông Tướng Khánh ông cho hết rồi. Ừ. Đóng dấu rồi hết để lên máy bay đặc biệt đi luôn cả gia đình. Ừ. Để ra, để thách Hà Nội á. Ừ. Thì là, thì khi mà tôi về tôi bốc gia đình đi á. Ừ. Thì là ông già tôi, ông không chịu đi. Ừ. Ông mới nói là thôi bây giờ đi đâu cũng vậy thôi con, bây giờ mình ở đây tài sản mình tụt lung tà la đây hết rồi mà bây giờ đi làm gì. Thì chính vì vậy á, thì khi tôi trở về tôi ở trong phi trường tôi ra, nếu mà tôi đi một mình thì tôi dễ rồi. Ừ. Mà tôi bốc hết cả gia đình đi thì đã chuẩn bị hết rồi thì về thì giờ chót không được. Thì khi mà tôi trở lui lại thì Việt Cộng nó đã tràn vào rồi. Ừ. Tức là ngày 29 tháng 3. Ừ. Thì sáng 29 tháng 3 là tôi về tôi bốc gia đình đi. Thì đi bốc đi mà nếu đi được thì buổi trưa là Việt Cộng tràn vô rồi. Ừ. Việt Cộng vô rồi. Ừ. Tại ra là coi như tôi bị bắt luôn. Tôi bắt anh ngay lúc đó luôn rồi. À thì Việt Cộng vô. Ừ. Vì tôi đang mặc đồ giáp, tôi mặc đồ ấy mà áo giáp, áo đồ súng, ống tùm luôn để. Ừ. Thì tôi trở về lại phía trường. Ừ. Thì nó bắt. Mà trong lúc đó là tôi nhớ là trong cái tình hình đó thì là trong phía trường á, thì tất cả mọi cái xi núp đồ máy bay mà của Mỹ nó hạ xuống á, thì người ta chen lên á. Ừ. Ở trên rớt xuống á. Ừ. Rất là lộn xộn. Ừ. Chết rất là nhiều. Ừ. Thành thử ra là thôi, vì kẹt rồi thôi, ở lại luôn. Ừ. Là luôn thì bị đi cải tạo. Ừ, dạ, anh đi cải tạo ở đâu? Cải tạo ngay Hiệp Đức. Hiệp Đức, Đức là... Quảng Nam, Đà Nẵng. Dạ. Nghĩa là chị biết là Việt Cộng nó rất là ác. Ừ. Là khi mà đi cải tạo tụi tôi thì nó nói là giặc lái. Ừ. Rồi như là quỷ quân. Ừ. Mà tôi nhớ có nhiều lần á, là tụi tôi là may mắn lắm, không tôi là chết. Ừ. Là ví dụ trời mưa như vậy á, mưa. Ừ. Mà tụi tôi chỉ mặc bộ đồ tù, chỉ biết bộ đồ tù giống như cái bộ pyjama vậy thôi, rất là mỏng. Mà mưa vậy mà tụi, cái tụi du kích mà nó đi gác mình, nó không có cho mình vô. Ừ. Nó cứ bắt mình ác ở ngoài lạnh, rồi chỉ biết trên Trường Sơn mà lạnh, mà run mà mình bắt mình cuốc đất cuốc đồ vậy đó. Ừ. Thì có nhiều người mà không... lớn tuổi á, kiểu ngồi chết. Ừ. Rất là nhiều. Ừ. Có những kỷ niệm rất là dễ sợ lắm. Mà tôi suýt chết mấy lần. Ừ. Có lần á, tôi kể chị nghe, cái này cũng nhờ cái đức của ông bà vậy đó. Ừ. Mình cũng có niềm tin. Thì ví dụ hôm đó là tôi với một người bạn tù. Ừ. Nó bắt tôi đi chặt cây lùng á. Chặt cây lùng á. Chị biết cây lùng để mà về mà đan phên á. Dạ. Đan cái phên để mà làm phát... Cái tre hay là cái... Cây lùng. Dạ, nó kêu cây lùng. À, cây lùng. À. Thì để mình đang vách á, đang vách nhà đó, để mà ở. Thì tôi đang cuối tôi chặt vì ở dưới bờ suối mà, cái luồng lúc nào nằm dưới bờ suối, thì tôi chặt. Thì thằng bà tôi đứng bên kia kìa, thì tự nhiên tôi nghe rắc, kêu rắc, thì thằng bà tôi nói hiệp, mày, cái nhảy qua nó chụp tôi, nó vất qua một bên. Tôi tưởng cọp, gì đó, tôi tưởng là cọp nó chạy tới, tôi sợ quá. Thì khi mà tôi vừa nghe, vừa nó vừa bắt tôi nhảy qua bên này á, thì là tôi nghe cái làn gió lớn lắm, một cái xuống ngay chỗ tôi đứng á. Thế là một cái cây cổ thụ, chị biết cây cổ thụ và cũng về một cái 10 người ôm à. Dạ. Lớn lắm, ở trên triền núi nó bị bịt kiến ăn. Ừ, tự nhiên tới lúc đó nó ngã rồi. Ổ kiến nó ăn hết. Ừ. Tự nhiên tới nó ngã. Ừ.
chị thấy tôi hên mà tôi dưới tại nó tôi tái mặt tái mày suýt chết mấy lần. Tôi đi cải tạo thì thấy là nói vậy chứ cũng cái màn cũng lớn lắm. Thì anh đi cải tạo hết bao lâu? Hết tù bao? Dạ, tôi cả tù cải tạo rồi cả tù ấy cũng là 8 năm. Đi anh nhưng mà cải tạo không là mấy năm? Cải tạo không 3 năm. 3 năm mà anh ở không có bị ra ngoài bắt chở trong đó? Không ở trong đó. Rồi là việc chị đó nó nói là Quảng Nam Đà Nẵng là cái vùng đầu tiên của đứng đầu diệt Mỹ đó, nên nó bắt mình là ở đó luôn. Nên là cái đó chị mà ông Hồ vậy đó, ông cho là cái Quảng Nam Đà Nẵng là kiên cường đó, đứng đầu diệt Mỹ đó. Thằng tụi tôi mà cực lắm, chị biết. Rồi cái thời gian mà về cải tạo về rồi á, cái thời gian nó bộ đội nó còn đỡ. Cái thời gian mà đi vượt biển á, mà bị bắt, mà bắt tôi đi cải tạo lần nữa, tôi là phản quốc, phản đầu. Nhưng mà nó có biết anh có thời hồ sơ đi cải tạo không? Nó biết, nó biết hết, thằng nó biết hết, nhưng mà rồi á là nó mà cho tụi công an, bộ nội vụ nó quản lý, tại bộ nội vụ nó rất là ác. Chỉ biết tối về đóng cửa hết. Đóng cửa rồi sáng là nó mở cửa giống như gà nhốt vào chuồng vậy thôi. Cái lúc anh đi cải tạo á là Âu Anh ở cái lúc anh đi vượt biên ở đâu? Tôi đi Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng đi ra. Đi Đà Nẵng á thì là bị gà bắt. Bắt về cái là mình chạy ra được, bắt về chạy ra được, vượt biên lại bị bắt cũng trú được, chạy về được. Rồi tôi mới đi về Sài Gòn, tôi đi về Cà Mau. Về Cà Mau thì là cũng bị là bể nhưng mà không bị bắt. Rồi sau cái thời gian đi về ngay chỗ Đạch Giá thì bị bắt. Bị bắt thì tôi nó nhốt tôi cũng là ở Sài Gòn, nó nhốt là cũng là ở trên Biên Hòa đó. Thì nó nhốt là cũng là 1 năm á. Chứ sao tôi trốn. Sao trốn được? Thì bắt mình ra làm vườn hay là sao? Thì bắt mình đi làm nữa đó. Thì tôi trốn luôn. Tôi trốn về luôn, cái sau là làm giấy tờ, là thằng em tôi nói thôi bây giờ làm giấy tờ về. Thì lúc đó tôi có passport rồi. Thì làm giấy tờ xong là đi luôn. Thì luôn đó, tôi trốn. Chứ còn không là nó không được đi rồi. Nhưng mà mấy lần mà anh đi vượt biên vậy, gia đình có đi theo hay là anh đi một mình? Vợ con có đi theo không? Không, tôi cho vợ con theo. Nên đi một mình thôi. Đi một mình là vì để mình đi trước một mình thì có chuyện gì đó thì mình đỡ hơn. Vì con còn nhỏ quá mà. Rồi mình bảo lãnh sau cũng được. Là đứa các bạn tới đất Mỹ này cũng là cấm mệt lắm. Đúng rồi. Chị là đi, chị là về cái gì đi vượt biển à? Chị... Không, đi năm đấy mình. À trước đây hả? Thì chị sướng. Khi mà anh đi qua đây đó thì là anh tới Mỹ, anh là gia đình là đi hết vợ con, đi bảo lãnh. Dạ, đi vợ hết, con. Đi hết, dạ. Đi hết vợ con. Thế anh qua đây là anh ở tiểu bang nào trước? Ở đây. Ở lên Denver luôn. Dạ. Rồi lúc đó thì anh tới thì anh làm về ngành gì? Lúc đó người em bảo trợ thì được giúp đỡ ra sao? Không có giúp đỡ gì hết. Hội có giúp đỡ gì không? Không có gì hết. Thì nghĩa là vì lúc đó thì thằng nghĩa là gia đình nào thì gia đình ấy lo. Thì tôi tới thì tôi ở với em tôi có 1 tháng thôi. Có 1 tháng thôi, xong thì là tôi dọn ra apartment ở ngoài liền. Là vì mình vợ con á, rồi mình tới phức tạp lắm. Ở với em mình thì thương mình, nhưng mà nhiều khi con cháu là lộn xộn với vợ, thành ra tôi bay ra liền. Chỉ biết khi mà tôi bay ra là trời tuyết. Trời tuyết mà tôi mới qua tôi lái xe thôi. Nhưng mà tôi nói vợ tôi thôi đi ra đây mà cho tôi tự do. Khi xong rồi là tôi đi, tôi với vợ tôi xin may. Vì ông già kỳ xưa ông có tập may cho tôi. Tôi may được, xin may. May xong rồi cái hàng. May về cái gì? May cái mui xe dép á. Mui xe dép á. Ồ nặng lắm chị ạ. Cái mui dài lắm. Mà may. Cái tay rồi là bị hết, đau hết á. Bị mình đẩy á. Nó bằng da mà. Cái mui xe dép á chị biết. Cái cửa xe dép đó là bằng da. May mà tôi chịu khó, tôi làm. Vợ tôi cũng chịu khó làm. Làm xong một thời gian rồi thì cái nó cũng lô việc. Tôi được bay qua cái hãng in. Cái hãng in là in mà cái để mà may đồ đua xe đạp á. Mà đua xe đạp rồi hình in, tôi cũng in.
đi xong là tôi mới bay qua xin đi. Mà lúc làm như em làm vậy thì được nhiêu tiền? Lúc mai thì được nhiêu tiền một một? Có 5 đồng mấy một giờ. Mình lãnh đồ bay hay mình đi không, không, máy tại tiểu hãng máy thì nó trả mình 5 đồng mấy một giờ. Giờ yeah. Hãng hãng vì kỳ đó cái kinh tế nó cao đó. Dạ. Yeah. Mà lương nó thấp. Dạ. Yeah. Rồi nhưng cũng đủ được. Rồi cái hãng thiêu cũng vậy. Yeah. Hãng y cũng vậy. Yeah. Rồi tôi mới qua sau rồi tôi mới bay qua hãng thiêu. Yeah. Hãng thiêu thì cũng làm thì được 7 đồng mấy. Thiêu là thiêu cái gì? Tất nhiên là thiêu đón mũ rồi đó. Dạ. Thiêu cái mũ mà có cái hình ở trên này nè. Đó, cái mũ cách chết á, cái mũ lưỡi trai. Dạ, dạ, dạ. Rồi biết thiêu qua áo. Thiêu qua áo lạnh không rồi. Thiêu làm đủ nghề hết. Tốt, dạ. Rất là đủ nghề. Dạ. Yeah. Sau rồi tôi mới xin qua hàng báo. Dạ. Yeah. Thì khi xin qua hàng báo thì tôi làm rất là nó vô được vô làm việc máy năng luôn. Full time luôn. Dạ. Yeah. Thì là đứng máy. Dạ. Yeah. Cho tới khi tôi đi thai luôn. Tức là hãng mà làm mình giao chủ nhà hãng báo thì được bao nhiêu năm? Hãng báo tôi làm lâu rồi. Tôi làm hãng báo cũng là 10 năm á. Yeah. 11 năm á. À. Vì mấy cái hãng mà lộn xộn kia thì yeah. là tôi làm 6-7 năm trước. Yeah. Xong rồi hãng báo là cái chính thức đi làm luôn á. Yeah. Là nó có nhiều nhân, nó có công đoàn rồi hết á. Yeah. Bây giờ mình đi thai là có tiền công đoàn rồi nữa hết. Vì mình có đóng tiền công đoàn. Yeah. Thành ra anh có được tiền đó. Có tiền pension á. Dạ. Tới bây giờ thì anh giờ anh retire rồi, anh ở nhà anh làm cái gì? Dạ thì đi giúp hồi hao em. Đi ra ứng cử thì là dân bầu lên làm ba giám sát. Ừ. Còn anh Phạm Lữ thì là ba chấp hành. Nhưng mà cái bây giờ cái ban giám sát đó là của cộng đồng hả? Cộng đồng mình ở đây có bao nhiêu người? Cộng đồng ở đây thì có hai ban, ban chấp hành với ban giám sát. Ừ. Ban giám sát của tôi thì 5 người. Yeah. Là dân bầu hết. Yeah. Rồi bên anh Lữ thì bầu ảnh lên. Yeah. Rồi ảnh mới chỉ định cái thành viên mà phó chủ tịch nội vụ ngoại vụ gì ảnh chỉ định. Dạ. Thì bây giờ nên là cái cộng đồng cũng như ban đại diện cộng đồng thì cái hoạt động của cái cộng đồng của ban đại diện thì mình làm cái gì? À thì mình tổ chức ví dụ tổ chức quốc tổ Hùng Vương. Dạ. 30 tháng 4. Dạ. 19 tháng 6. Dạ. Rồi có những cái cuộc gì đó. Thì Tết từ đó có hết, Tết dỗ Hùng Vương Tết luôn. Rồi cái vừa rồi là có cái bên Việt Tân á, Đảng Việt Tân á. Dạ. Của Việt Quyền á. Dạ. Thì là có yêu cầu cộng đồng đứng ra tổ chức để mà sắp tới để biểu tình. Ừ. Tổ chức một cái biểu tình để chống Trung Quốc. Ừ. Thì sắp tới đây này. Dạ. Là sẽ có cuộc biểu tình. Ừ. Do cộng đồng tổ chức. Dạ. Bầu anh Việt Quyền làm trưởng ban tổ chức. Dạ. Là yêu cầu hết cả hội, các tất cả các hội đoàn dân chúng và nhà thờ, nhà chùa chiền gì đi. Ừ. Sắp sửa. Thường thường đi. Biểu tình thì biểu tình ở đâu? Có thì mình đi vòng phố. À. Có cái khu Việt Nam mình đó, mấy chợ Việt Nam mình. Dạ. Thì đó, thì mấy khu Việt Nam mình thôi. Dạ. Ngày đó đi như vậy là kẹt xe kẹt cổ của người ta dưới đó. À, thì cũng phải vậy thôi. Nhưng mà thường thường ở đây đó thì cộng đồng có giúp đỡ được người, cộng đồng mình giúp đỡ cho người mình đó. Cũng có nhiều cái. Ừ. Ví dụ như là cái hội gia. Ừ. Hồi giờ bệnh viện đau thì mình đi thăm. Dạ. Yeah. Hay chết rồi tang lễ rồi thì mình có ban xã hội phải không? Ban xã hội mình giúp. Dạ. Ban xã hội ở đây thì là vợ của anh Phạm Lữ. Dạ. Yeah. Chị Anh Thư á. Yeah. Ban xã hội trưởng ban ủy viên xã hội. Nhưng mà rồi ví dụ có tiền hội cộng đồng á, mình có tiền á. Có tiền, có quỹ có tiền để mà làm những cái chuyện xã hội không? Không, kỳ xưa thì có quỹ nhưng mà không bao nhiêu hết. Ừ. Còn bây giờ thì cộng đồng đứng ra ai có tiền thì trích ra thôi, giúp cho đồng bào thôi. Ừ. Chứ tôi hỏi bây giờ kinh tế khó khăn tiền đâu mà quỹ. Ví dụ làm việc đó giống như là anh Hạnh là anh mời tôi vô trong, tôi làm luôn cả cái phó chủ tịch của bên hội người Việt á. Dạ. Thì vô mà thì hai thằng đi thì phải chi tiền ra thôi. rồi lúc đó mình tính sao. Dạ. Chứ phải tiền đâu có mà trong cái hội. Ừ. Cái hội không có làm
rất là khó khăn. Không có làm cái gây quỹ để lấy không. Tiền bỏ vô cộng đồng. Sắp tới đây là tụi tôi có tổ chức một cái quỹ này là đêm 20 tháng 8 á. Dạ. Là tổ chức cái văn nghệ để mà giúp đỡ những cái người quả phụ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Vì lâu nay không có ai ghi danh người quả phụ hết. Quả phụ ở đây hay là quả phụ bên Việt Nam? Việt Nam. Dạ, mấy người còn ở bên Việt Nam á. Dạ. Thì tụi tôi chỉ làm bên Việt Nam thôi, chứ còn quả phụ ở đây làm gì? Ừ. Bên Việt Nam rồi ghi danh họ, rồi cái đó anh Thành anh sẽ liên lạc bên kia, thì ví dụ mình có tiền bao nhiêu đó thì mình gửi về giúp họ. Ừ. Anh Thành là chủ tịch. Nhưng mà các anh không có làm cho mấy người thương phế binh bên đó à? Thương phế binh thì có làm rồi. Ừ. Thương phế binh là có cái hội HO rồi. Dạ. Hội cựu tù nhân chính trị vừa rồi mới làm đó. Dạ. Hàng năm là ngày 19 tháng 6 là làm cho thương phế binh. Dạ. Dạ. Làm cho thương phế binh thì do cái hội cựu tù nhân chính trị là. Dạ. Trong đó gồm HO rồi gồm tất cả cái diện chính trị nào mà từ tù là qua đây thì bị một cái gì hết. Anh Hiệp có bên các anh không không quân thì đây có hội không quân không? Ở đây hai hội không quân. Vậy à, sao vậy? À thì bởi vậy thành ra nhiều lúc tôi không muốn sinh hoạt hội. À. Bên này là tự nhiên á, là một cái hội là gia đình thân hữu không quân. À. Là một hội. Ừ. Do ông Đại tá Dương kỳ đó là ông làm hội trưởng. Ừ. Đại tá Dương á, là tiến sĩ Dương á, không quân. Rồi một cái hội là không quân Việt Nam của Luân Đôn do ông Châu Phòng á, là làm hội trưởng. Ừ. Thế tôi thấy không quân mà tự nhiên chia ra hai hội. Ừ. Thế nên tôi không thích. Tại nên tôi hoạt động ví dụ là ngày hội thì tôi hoạt động không quân tôi đi. Ừ. Rồi trong tôi ra hội cộng đồng thôi. Ừ. Rồi ví dụ không quân mời tôi đi, tôi cũng mặc đồ không quân, mà hải quân mời tôi cũng đi, tôi mặc đồ. Chứ còn cái hội mà tôi không có vô hội, vì tôi thấy hai cái hội mà như vậy không được. Không có hợp với nhau. Không hợp. Ừ. Ở đây hai hội. Anh có đi dự đại hội không quân của kỳ rồi hình như tổ chức ở San Jose không? Có mời tôi mà tôi không đi. Vậy đó hả? Vì tôi nói tôi ghét tôi không đi, tôi bực. Tại là chỉ biết là tôi có nói với anh Thành, tôi nói Thành thôi. Bây giờ mình chứ với anh Lữ, cũng thiếu tá đó, thì kể làm thôi, chứ còn mình không, tôi thấy hồi họp gì mà chia rẽ như là tôi thích. Dạ. Yeah. Chẳng thà mà ra cộng đồng giúp được cái gì mình giúp. Dạ. Yeah. Bây giờ anh có mấy cháu nội, mấy cháu ngoại rồi? À, tôi có một cháu nội. Dạ. Yeah. Anh có mấy gái, mấy trai? À, hai gái, hai trai. À, dạ. Yeah. À, mấy thầy thì hai cháu gái chắc còn nhỏ phải không? Không, một cháu gái là master. Dạ. Bây giờ nó làm khá lắm á. Nó học về cái ngành của bà sư được ánh. Dạ. Yeah. Về hóa học á. Dạ. Yeah. Mà nó ra là thạc sĩ đó. Dạ. Yeah. Bây giờ nó vừa ra trường thì nó được cái hãng ở đây, cái hãng xăng dầu yeah. ở trên Golden á, mời mời nó vô làm kỹ sư. Dạ. Yeah. Thì nó vừa làm rồi nó học tiếp thêm để lên tiến sĩ luôn. Rất là giỏi. Dạ. Yeah. Đó, tôi được con cháu thôi, tụi mình. Dạ. Cô có gia đình chưa? Chưa chị. Dạ. Nó năm nay mới 25 tuổi. À, nó mà không ở nhà với anh. Không, ở với mẹ nó. À, thì kể nó ở ai cũng vậy thôi. Dạ. Rồi còn... Hai đứa nhỏ, dạ. Một đứa nhỏ thì năm này nó ra high school. Dạ. Còn mấy con bé thì nó mới học lớp 8 à. Dạ. Thế mà mấy... giờ con một cháu nội thôi. Một cháu nội. Cháu nội mấy tuổi rồi? 8 tuổi rồi. Ờ, dạ. Bây giờ thì mấy cháu của anh nó nói tiếng Việt Nam được không? Nó nói được mà ít lắm, nói tiếng Mỹ với nhau không. Vậy đó hả? Nhưng mà anh có bắt tụi nó nói tiếng Việt với nhau không? Có, nói tiếng Việt, mẹ nó bắt ở nhà. Rồi mà nó đi với tôi nói tiếng Việt này. Điện thoại nói tiếng Việt rồi thì nó nói là như mình nói với nhau thì là tiếng Mỹ. Đúng rồi, dạ. Nó mới xài tiếng Việt. Dạ, mình nói tiếng Việt với nó, dạ. Nhưng mà anh có khi nào anh nói chuyện với tụi nhỏ, mấy đứa con anh nói về cái lịch sử Việt Nam, mình ở đâu tới, mình tại sao mình tới đây không? Tôi có nói hai đứa lớn ha. Dạ. Tôi nói là mình là người Việt Nam. Dạ. Mình là tị nạn. Dạ. Mà ba là cựu quân nhân. Dạ. Của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì nó biết. Dạ. Cái tôi chỉ cái lá cờ đỏ là lá cờ của Cộng sản. Dạ.
cờ đỏ sao vàng cộng sản, còn cái cờ của mình á là cái cờ vàng ba sọc đỏ nè, tôi chỉ cho tụi nó. Thì mình chỉ sao tụi nó vậy thôi. Nhưng mà không biết nó có để đâu tâm trong đầu không, đó mình không biết. Là vì cái thế hệ của tụi nó khác, thế hệ của mình khác. Dù tôi quan điểm tôi nói là ba là một cựu quân nhân qua một cấp cựu sĩ quan của lực lượng Nam Hòa, không quân. Thành ra tôi mặc đồ là tụi nó biết hết. Đi lễ làng gì nó biết. Thì nó biết vậy thôi, nhưng mà nó không có thể là chú tâm lắm. Tôi thấy có vẻ là cái thế hệ nó không có chú tâm về. Thành thử ra là cái tôi thấy mà cái hội của chị á mà làm cái vấn đề này rất là tốt. Để níu kéo lại những cái gì mà cho con cháu của mình. Cho nếu mà không có cái hồi của chị á, thì tôi thấy lần hết cái thế hệ của mình rồi thì tôi sợ nó mai một. Tại tôi nói thiệt, thành ra tôi tôi nghe chị Triều Giang rồi với các chị mà làm được cái này rất là tốt, tôi ủng hộ. Riêng bản thân tôi rất ủng hộ. Là vì tôi có nói với thằng cái này mình phải ủng hộ để cái này để khơi lại cho con cháu mình, nó mất nó khỏi mất cội nguồn. Khỏi mất nguồn gốc. Mình là người Việt Nam. Chứ còn nếu không có những cái hồi của chị, tụi tôi là một việc, nhưng tụi tôi không bằng họ các chị được, là vì các chị nó có hồi, nó có cái uy tín, có những cái vấn đề trong á, cái tôn chỉ. Thì khi mà đưa ra giống dạy trường học trường đường đưa ra như vậy thì con cháu mình nó sẽ nhìn vô. Nó đây là lịch sử của Việt Nam này, lịch sử của cha ông mình. Thì rất là tốt, không có mất cội nguồn. Đây là tôi đây là tôi thành thật tôi nói với chị. Đó. Thành ra các anh biết cái chuyện này thì các anh phổ biến ra để cho, nhưng mà cái chuyện mà từ ở trong nhà mình ra thì nó tốt hơn. Dạ đúng rồi. Thành ra trong mà mấy đứa nhỏ thích ăn cơm Việt Nam không? Ăn cơm Việt Nam, nó thích ăn Việt Nam. Mình tụi nó thích món gì nhất? Thì kho cá gì má nó làm đi rồi. Còn đó tụi nó thích tập cho tụi nó. Vì má là tập cho tụi nó ăn cơm. Với con cá thịt rồi đó thì nó sẽ nó đang được ăn đó. Chắc có nhiều cái gia đình khác con cá nó không ăn cơm Việt Nam được. Tùy tôi biết có bạn con của thằng em tôi nó toàn ăn đồ Mỹ không đi đồ Mỹ. Nó quen cái này. Nhưng mà anh là gia đình người Huế, bà xã anh cũng người Huế. Không, bà xã tôi miền Nam. Thế anh có thường bà xã anh có biết nấu món ăn Huế không? Cũng biết sơ thôi, tôi chỉ. Mà anh nấu món ăn Huế được không? Được. Anh là phải nấu món ăn Huế chứ. Dạ đúng rồi. Bún mùa Huế rồi đó. Vậy bánh khói hả? Bánh khói, bánh lập rồi đó. Bánh lập. Nhưng mà cái thường thường mấy đứa nhỏ đó, mấy cái món ăn Huế đó anh làm, anh tụi nó biết không? Không, ví dụ là tôi đi Cali á, tôi có gì tôi đi Cali thì tôi order cái bánh, chị nhớ bánh bột lọc, bánh nằm rồi nó làm sẵn á. Nó cho một tủ đá đó. Thì tôi bóc về. Nay không có à? Bên đây có mà mấy bà này làm dở lắm, tôi ăn được. Chỉ có Cali. Vậy hả? Cái tôi bóc về thì bỏ tủ lạnh á, thì đưa cho mẹ nó là luộc lên tụi nó ăn. Hay là tụi nó mắm thì tụi nó ăn được. Hôi nó ăn đẹp, chứ còn bánh làm bánh đồ gì nó ăn tươi hết rồi. Phải nói cái món này là món đặc sản quê hương này, cái chỗ ba sinh ra. Tôi tới nói tụi nó là đặc sản ở đây với bún bò Huế là đặc sản đây, cái chỗ cái nôi của ba sinh ra đó. Anh Hiệp biết mình thật ra cái món bánh khoái đó. Bánh khoái cái cháo nước chấm tương đó, phải cũng phải là cái tương cũng người người không biết ăn lắm phải không? Không, cái tương của bánh khoái là nó riêng. Nó đó. Nó làm mà ngọt ngọt. Rồi có trong đó là chị biết là nó làm đậu phụng rồi hết á, nó làm đặc biệt rất là ngon. Ví dụ nếu mà ăn bánh khoai phải có cái đó. Đúng rồi. Còn mà chị lai là không được. Đúng rồi. Chị làm lai là ăn không được. Nhưng mà chắc họ pha tương cự đà. Không phải cự đà thôi, hình như là cái tương gì đó. Là cái tương gì đó là mà để tôi nhớ là không phải cự đà. Cự đà, cái tương cự đà là ăn bên bê thui thôi. Còn cái tương mà nó làm rất là đặc biệt. Đúng rồi, cái tương bánh khoái là ngon. Ngon lắm. Ở đây có tiệm nào ăn món ăn Huế không? Không. Không. Hôm nay không có. Đầy lai hết rồi. Có Cali thì có. Dạ, ở Cali thì nhiều tiệm ăn món ăn Huế lắm. Đầy lai hết rồi. Bây giờ bà cụ ở bên Cali mà phải không? Dạ.
chứ bên đây không có không các thì... bậc cụ mới qua hơn ngày hôm qua qua chơi thôi thì bậc cụ năm nay 88 tuổi rồi. Ông cụ tôi thì mất năm ngoái 93 tuổi. Mất năm ngoái thì tôi đưa về Việt Nam chôn luôn. Bây giờ chôn núi Người Bình ở Huế. Lăng tẩm là xây lên hết rồi. Vậy anh đem ông cụ về thì sao phải phải đốt xác đi à? Không. Vì bên trước khi ông cụ sắp mất á là ông cụ còn sống. Ông cụ muốn ý định muốn về Việt Nam. Là về để chết tại Việt Nam á, thì tôi đưa còn sống mà tôi đưa về. Đưa về thì cũng mấy tháng sau cụ mới mất. Mất thì mấy toàn bộ anh em về hết. Mà bên đó còn ai bên đó không mà ông cụ đòi về bên đó? Không, không còn ai hết. Không còn ai, còn con cháu thôi. Con cháu mà chú bác rồi vậy thôi. Vì khi ông cụ qua là ông cụ có qua bên này xong cái tâm nguyện ông cụ là ông có về ông xây một cái nhà từ đường. Tộc Nguyễn xây nhà từ đường. Thì bây giờ cái nhà từ đường là giao cho mấy đứa con của ông bác. Nó quản lý luôn. Coi như mình cho nó luôn. Nhưng mà cái nhà nó không được bán là bên từ đường. Để thầy thờ không? Thôi thì ông cụ về. Về thì bây giờ thờ ông cụ với nó. Rồi hàng năm tụi tôi dỗ quẩy gì tụi tôi bên đây góp tiền lại gửi về. Nhưng mà cái rồi xây cái mồ mả gì có tốn kém lắm không? Không tốn nha. Nhưng mà thì kè ông cụ và đền lên. Xây cho ông cụ. Ngay núi Người Bình lên. Và cũng xây luôn cái kim tỉnh cho bà cụ luôn. Để sẵn đó luôn. Sẵn luôn gần một trong cái khu đất của ông cụ luôn. Xây hết rồi. Thì ví dụ bà cụ bê đây mà có chuyện gì rụt rịch mất là chuyển về. Chuyển về luôn, chuyển xác về luôn. Chứ không có quả tiêu rồi đem về, đem cái tro về. Không, không có quả tiêu. Không, mà tôi thấy họ thiêu tội, nóng được. Chết rồi. Cũng tuy, tới đó mình được tỉnh. Nhưng mà ở đây các anh làm mấy cái lễ mà truyền thống như là lễ Quốc Tổ Hùng Vương thì làm ở đâu? Không, thì Quốc Tổ Hùng Vương vừa rồi là mượn cái xuống cái trường, chỗ cái nhà thờ mà ở dưới trường học Lincoln hay nè, thuê thuê họ. Cái hội trường đó hả? Cái hội trường mình thuê. Tất cả mọi chuyện đều thuê. Ví dụ một giờ bao nhiêu tiền đáng lẽ là thuê cho chị. Tôi với anh Hành là thuê cái hội trường đó để cho cái phái đoàn của mình này. Nhưng mà sau anh Hành liên lạc được Đức Cha Quang ở đây á, thì mới xin đây. Chứ nếu mà xin riêng kia là tốn tiền. Là một giờ bao nhiêu tiền đó chị? Dạ đúng rồi, nên được chỗ nào thì nó đỡ tiền. Cái này là anh Hạnh chạy đây. Tội nghiệp anh Hạnh lắm. Nên anh... Cái này đỡ lắm á. Đúng rồi. Cái đúng ra là tụi tôi đi tìm. Tìm ba bốn chỗ luôn. Anh Hạnh, tôi với anh Hạnh thôi mà anh đi tìm. Nhưng mà thật ra đó, cái chuyện Quốc Tổ Hùng Vương đó, các anh có mà có một cái hội nào để mà lo cái chuyện làm Quốc Tổ Hùng Vương không? Là làm lễ, làm rồi thì có không? Làm lễ có thì... Hợp lễ thì ở đây có mấy cái hội Bình Định á, Tây Sơn Bình Định rồi mấy ông biết làm lễ. Khăn đen, áo dài rồi đàng hoàng. Làm lễ y chang này lại là bao nhiêu là mấy ông biết hết. Hay là khi làm lễ thì mời mấy ông. Còn lễ quốc tổ thì cũng làm heo luôn. Heo quay rồi xôi rồi nấu, xôi gách cho rồi nấu, mới bỏ mang thơ. Y như Việt Nam, phong tục Việt Nam vậy. Rồi khi mời mấy ông bên hội Bình Định thì cũng khăn đóng áo dài rồi. Làm lễ. Rồi người dân mình ta cứ tới dự đông không? Thì hội đoàn người Việt Nam mình thôi. Tới đông nha. Tất cả các hội đoàn, rồi dân. Các tới. Cái đó mai mốt mà làm á, thì các anh trong hội đó cũng nói lên đài phát thanh khuyên nhủ cha mẹ đưa con cái mình tới để cho nó biết cái lễ lọc. Không, tụi tôi có làm poster rồi dán ở ngoài chợ hết. Có dán hết này Quốc Tổ Hùng Vương. Là ngày bậc kỷ niệm 30 tháng 4 nữa. Kỷ rực cúng Quốc Tổ Hùng Vương luôn. Là dán poster là hết, giống như cái hội của mình đây, tụi tôi cũng làm poster dán ngoài chợ hết mà. Dán hết cái mà phỏng vấn của mình nè. Có hết mà. Tôi bên Thành làm hết á, đưa thuê họ làm in dán hết. Có tuổi đi dán. Phổ biến hết cho dân chúng biết nha. Vì hôm qua tôi có đọc cái, tôi có mở đăng sang ra, tôi nghe cái thằng Việt Quyền phỏng vấn á. Phỏng vấn mấy chị nè. Thì như vậy là họ biết hết rồi, dân ở đây biết hết rồi. Rồi thêm poster mình nữa là mạnh rồi. Đây thì
Xin phép chị uống miếng nước. Dạ, cứ anh cứ việc tự nhiên nha. Anh Hiệp gia đình qua đây thì nhưng bây giờ đó thì gia đình anh có thường tổ chức những cái buổi lễ của Mỹ. Lễ gì chị? Như giờ Thanksgiving như là có tụi thôi, tụi thấy tổ chức nó ăn. À. Còn có cái hay là bà xã tôi là bà đi qua đây xong cái bà dẫn mấy con đi vô tin lành hết. Dạ. Là nó Christmas rồi Thanksgiving chủ nhật rồi gì là bà vô nhà thờ của mục sư ở đây, mục sư Lê Thanh Liêm. Dạ. Thì tôi nói ok thì đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng giống nhau thôi. Yeah. Còn tôi thì chủ nhật tôi đi chùa. Dạ. Yeah. Tôi ở đây tôi đi chùa Tây Thiên của thầy Thích Nguyên Chân đây này. Dạ. Yeah. Đó thì tôi đi chùa Tây Thiên ở đường Morrison đây. Dạ. Yeah. Thì tôi đi chủ nhật. Yeah. Thì tôi đi rồi có nhiều cái khóa tu mà cũng hay lắm chị ơi. Yeah. Mình đi rất là hay. Yeah. Mình vô mình nghe kinh kệ đồ. Yeah. Không biết chị là Phật giáo Cam Giang. Tôi tin lành. Yeah. À tin lành. Thì cũng giống vợ tôi đi vậy đó. Yeah. Tôi đi mấy lần vô tin lành mục sư hát hò là tôi cũng đi. Yeah. Hát hò rồi xong rồi kia là sai tang lễ thì tự nhiên ra ngồi ăn với nhau. Yeah. Một người đó món tới ăn. Yeah. Rất là vui. Yeah. Là tin lành tôi đi thì tôi nói vợ tôi em muốn làm cái gì em làm. Yeah. Mấy đứa con là toàn tin lành hết. Yeah. Nó đi vô hết nó đơn. Yeah. Mấy đứa gái tôi là đơn. Yeah. Đứa gái lớn đơn bây giờ đơn xong rồi bây giờ ra trường lớn rồi. Bây giờ cho đi đứa gái nhỏ tôi tập đơn đó nè. Yeah. Để cho nhà thơ. Đơn nghiệp piano à? Piano. Yeah. Cho nhà thơ. Yeah. Thì nó đơn cái ban ca hát. Yeah, yeah. Rất tốt. Yeah. Đó thì tôi ok thôi tôi để. Yeah. Rồi mời mục sư tới nhà chơi. Chị tôi còn ở bà xã thì mời mục sư tới nhà chơi. Yeah. Thì tôi cũng có bậc thờ Phật. Tôi. Yeah. Để thì mục sư tới thì cũng giảng đạo rồi ngồi đơn hát với nhau. Yeah. Trước bậc thờ Phật cũng vậy thôi. Yeah. Tôi đạo là không vậy thôi à. Yeah. Nhưng cái này là do đức tin. Yeah. Thành tự là không có thể là ép người ta qua cái chỗ khác được. Đúng rồi. Yeah. Tôi có nói với mục sư vậy. Thầy. Yeah. Thầy nói mục sư ông tôi mới nói là tất cả mọi chuyện đều do mình thôi. Yeah. Thầy nói vợ con tôi thì tự nhiên muốn làm gì làm. Anh có thấy là mình bỏ xứ mình đi mình qua đây anh có thấy hối tiếc gì không, có buồn gì không? Có chứ. Ừ. Đây qua đây thì mình đây là tôi nói về cái tâm trạng của tôi. Ừ. Thì mình qua đây thì tất cả mọi vật chất thì mình có đầy đủ. Ừ. Cái gì cũng được nhưng mà về cái tình thương với nhau, cái tình mà cảm tình với nhau về tình người, về tình người không có. Ở đây là mọi vật kể cả đem vật chất chạy hết chạy hết, con cái mình nó cũng vậy thôi, ai có cái cuộc sống riêng. Nó có vẻ thân mật làng xóm giống như bên Việt Nam mình. Ừ. Vì thế kỳ xưa mình Việt Nam á, buồn là chạy qua bạn bè mình đi hàng xóm mình chơi. Ừ. Ở đây chơi với ai ra toàn Mỹ. Ừ. Mà Việt Nam thì có cái việc làm, bây giờ tôi muốn tới nhà chị chơi tôi phải phone chị trước. Yeah. Chị có đồng ý tôi mới tới. Yeah. Mà nhiều khi tôi không muốn tới nữa là vì chị có cái cuối tuần để mà chị với con cái và với hai vợ chồng chị. Ừ. Có cái enjoy riêng. Yeah. Mà tôi mình đi tới là tất nhiên là tôi phá rồi, tôi không được. Ừ. Thật ra tôi thấy ở đây không được. Ừ. Mình cực chẳng đã mình ở đây thôi. Ừ. Nhưng cái nguyện vọng của mình đó, làm sao ở bên Việt Nam mình hết cái chế độ cộng sản này, mình về lại mình sống mình đó. Ừ. Nó rất là sung sướng, mình tình quê hương. Thành ra chị thấy không, mấy ông cụ của mình đâu có muốn chôn ở tại đấy đâu. Ừ. Phải chết về Việt Nam. Ừ. Chôn tại Việt Nam vì đó là nơi chôn rau cắt ruộng của mình, mấy ông cụ thích vậy. Thì mình cũng vậy thôi. Ừ. Nhưng biết cái thế hệ sau này của mấy đứa con mình như thế nào thì cái này mới nhờ mấy cái hội của chị đó. Ừ. Đó động viên và. Ừ. Cái hội của chị để mà coi như gửi lại cái cội nguồn cho tụi nó. Yeah. Bằng cách những cái học hành như vậy. Ừ. Rồi chiếu phim chứ rồi như vậy. Ừ. Để con cháu mình đưa vào, vì theo những cái hội này thì tôi nói là mấy cái cộng đồng khác nó có hết rồi. Ừ. Rồi Campuchia, Lào gì nó có cái tiếng mẹ đẻ nó để mà vô cho con cháu nó biết rồi mà mình chưa có. Ừ. Mình có mà có rất ít. Ừ. Mà có là bị Việt Cộng lợi dụng rồi. Ừ. Nó đổi ngược cái lịch sử rồi. Ừ. Thì bây giờ anh chị với chị Kiều Giang mà làm cái này rất là tốt. Ừ. Để cho biết là của người của chế độ Cộng Hòa. Ừ. Cho bên kia Việt Cộng cứ nói là ông Hồ không có lẽ. Thành ra cái này là do tất cả sự đóng góp của
tức các nơi người Việt mình ở tại Mỹ, dạ, rất các hay. Nơi dạ. Và mình nói lên cái sự thật của mình, dạ, đúng rồi. Mình tới đây ra sao, nhà mình sống ra sao, dạ. khởi đầu tất cả công việc của mình ra sao, để cho con cháu mình nó hiểu, nó nhớ lại nó hiểu cái cội nguồn của mình, cội nguồn và cái hồi đó cha mẹ mình bỏ xứ ra đi ra sao, là vì sao, vì dạ. Là cháu là vì chế độ cộng sản, dạ, chứ không phải là mình đi vì miếng cơm manh áo, mà mình đi vì mình tìm tự do, đúng rồi, tự do, dạ. Và nhất là những cái người của chế độ của mình nữa, dạ. Giống như anh chị, dạ. Rồi tụi tôi, dạ. Thì tất nhiên là đúng là nạn nhân cộng sản, dạ. Thì mình đi là có danh chính ngôn thuận mình đi, dạ. Thì con cháu mình nó hiểu, dạ. Còn có nhiều cái mà đi mà về kinh tế, dạ. Thì đã đi rồi nhưng mà cũng phải nói cho họ hiểu, dạ. Ví dụ như miền Bắc nó vượt biển, nó, dạ. Đi về kinh tế, dạ. Cho nó có chính trị đâu, dạ. Nhưng mà khi nó đi qua đây thì nó phải biết, ừ. Nhờ ai ở đây như thế nào thì, ừ. Nó mới nhìn lại, à, thế lâu nay mình là sống chế độ cộng sản là mình bị tụi nó lừa, ừ. Qua đây mới thấy, yeah. Thế nào là sự thật thì họ cũng biết chứ, yeah. Đúng rồi. Đó giống như là mấy ông bây giờ mấy đảng cộng sản mấy ông đó bây giờ cũng nổi lên, ừ. Ừ. Lâu ngày họ biết chứ, ừ. Tự nhiên họ biết à, dạ, tất thật nên che giấu đâu có được, không được, dạ, yeah. Không, tôi nhớ là có một ai anh nói một câu này, muốn thắng cộng sản á, ừ. Muốn thắng cộng sản phải sống với cộng sản, phải cho cộng sản vào, ừ. Thì mình mới thắng cộng sản, ừ. Vì khi người dân mà ở với chế độ của mình họ không biết, họ, ừ. Cứ đứng ngồi núi này trong núi nọ, nó, ừ. Cộng sản là thần tượng rồi, nhưng khi cộng sản vào nó làm như vậy á, bây giờ dân của mình biết rồi, ừ. Mà cái câu nói là muốn biết cộng sản như thế nào phải sống với cộng sản, ừ. Thì mới cộng sản mới chống cộng sản được, ừ. Từ đó bây giờ dân mới nổi lên chống á, ừ. Chứ còn cái kỳ xưa cứ nói là ở với mình thì biểu tình mới rồi tung lung ta không được gì hết. Mời chị uống nước. Dạ, tôi mời anh Hiệp, dạ. Anh qua đây anh có gặp được những người bạn cùng bay với anh không? Có, ở bên Cali. Dạ, dạ. Có, lâu lâu tôi về có. Với kỳ xưa thì tôi, kỳ trước ấy, thì là năm trước 75 ấy, thì, ừ. Tôi quen là thằng Trần Quang á, yeah. Trần Quang là tài tử điện ảnh á, yeah. Nó kỳ xưa là nó về thông điệp viên, à. Nó hạ sĩ quan thông điệp viên cho sư đoàn 101 kỵ binh dù của Mỹ, yeah. Qua rồi tôi gặp hết, yeah. Bây giờ tụi nó ở bên Cali hết á, nhưng anh có rồi tôi gặp Du Tự Lê mấy người, bạn của tôi ngày xưa, người Huế, nhà thơ Du Tự Lê Huế đó, chị có quen không? Du Tự Lê là người Huế à? Ừ. Thì là rồi bên đó nhiều lắm. Tôi về Cali tôi gặp hết đó. Ở đây có cộng đồng người Huế không? Không, đây chưa tổ chức cộng đồng người Huế. Yeah. Tôi muốn tổ chức mà tôi chưa gặp. Dạ. Yeah. Nhưng ở đây thì có cộng đồng Quảng Trị này, ừ. Bình Định này. Ừ. Tây Sơn Bình Định có, Quảng Trị này, có, Quảng Nam Đà Nẵng có, ừ. Mà Huế chưa có, ừ. Huế tôi sắp thành lập, tôi tính thành lập á. Ừ. Anh phải thành lập chứ. Chắc phải thành lập. Là hội đồng hương, chứ ở Cali có hội đồng hương Huế. Có. Lắm à. Có hát hò đồ với, ừ. Cả Huế cả đồ đó, mấy, ừ. Năm mời tôi có thằng bạn tôi là thằng, không biết chị có biết ở Cali, luật sư Nguyễn Đình Tuấn á. Nha. Ở San Diego. Nha. Nó hay đi hội đồng hương mấy người Huế, yeah. Cái email qua cho tụi tôi bên đây, yeah. Yeah. Hội đồng hương bên Cali lớn lắm, hội Huế, yeah, really lớn, yeah. Yeah. Nhưng mà bây giờ đó anh mặc quân phục lại đó anh cảm thấy ra sao? Yeah. Mỗi lần anh mặc cái quân phục lại là anh cảm thấy ra sao? À, một lần mà tôi mặc cái quân phục lại thì từ đó một câu này, mất cái gì thì mất, nhưng mà không quân thì tôi không bao giờ mất, ừ. Vì ý chí của mình là quân chủng mình không bao giờ mất, ừ. Thật ra bất cứ cái vấn đề nào khi mà một ngày lễ hội thì mình mặc lại quân phục của mình, ừ. Để mình nhớ lại quân phục của mình là rất là oai hùng, ừ. Quân phục mình phải thua cộng sản. Nhưng mà vì cái này là nó thể chế cái vấn đề ván cờ thôi, ừ.
cho mình không có thua. Đó thành thử ra là mình hy vọng rằng khi mặc được bộ đồ này thì để cho con cháu mình biết rằng cha ông của mình vẫn là cuộc đời phải đàng hoàng, chẳng phải là việc cặp. Để cho con cháu của mình nó biết cái nguồn gốc của mình, để sau này có chuyện gì thì tụi nó sẽ thế mình, để mà phục vụ lại quê hương, đem tự do về cho quê hương. Tại nên mặc bộ đồ cung phục thì tụi đôi lúc cũng rất là buồn, rất là buồn là mình bây giờ mình chưa làm được cái gì cho đất nước hết, nhưng mà mình vẫn mặc để cho biết mình là người của quê hương Đàng Hoàng. Mình một là một, hai là thằng tụi tôi là vậy đó. Không biết mấy ông mặc đồ sao cho đeo cái bản thân tôi này. Mất gì thì mất, nhưng mà binh chủng không quân của tôi bao giờ mất. Vì mình là đã sinh ra một người lính rồi, người trong binh chủng không quân rồi, thì mình phải tự hào về binh chủng của mình. Anh ở trong quân đội là bao nhiêu năm? Năm 68 hả? 68 tới 75 hả? 75 được bao nhiêu mới có 8-9 năm mà hả? À, khoảng 10 năm. 10 năm. Mà khi mà ở trong quân trường ra là nó đổi anh đi đâu trước? Tôi về Nha Trang. Tôi về Nha Trang xong rồi tôi lên Pleiku. Cái mùa hè đỏ lửa là tôi ở Pleiku. Ồ, kỳ đó ghê lắm. Bên Pleiku là lúc đó anh bay trực thăng à? Dạ, trực thăng. Kỳ đó là không đoàn trưởng, là trung tá Ba với trung tá Quế. Trung tá Quế là Võ Quế không đoàn yểm cứ, trung tá Ba là không đoàn chiến thuật. Rồi là em của trung tướng Võ Vinh, tham mưu trưởng không quân ở Bộ Tư lệnh Sài Gòn đó. Chỉ biết Võ Vinh á. Đúng, ông ở với Cali đó. À, thế đó. Anh rồi lúc đó là anh ở đổ ra Pleiku. Dạ. Pleiku rồi ra đâu nữa, đổ ra đâu nữa? Bên Pleiku xong rồi về Tân Sơn Nhất. Không được ba chiến thuật. Sau này đổi về Tân Sơn Nhất rồi bay đâu? Cũng trực thăng. Trực thăng không chiến thuật của Lưu Kim Cương đó. Rồi xong rồi ở đó xong rồi đi đổi tùm lum mà. Rồi cái lúc đó là đóng tới trên, lúc đó là chức vụ tới đâu rồi? Lúc đó là trung úy về về không quân không đoàn ba, không đoàn 33 chiến thuật á của trưởng tướng Lưu Kim Cương á. Thì xong rồi cái là về Đà Nẵng thì tôi mới lên đại úy. Về Đà Nẵng tôi bay xuống với phòng hành quân chiến thuật. Phòng hành quân, tham mưu phó hành quân. Không bay nữa. Xuống. Lúc đó cái thời gian đó là sợ quá rồi hả? Đánh quá, cái ông già nó thôi con xuống. Vì với ông tướng là bà ông già. Tướng tuy lệnh là bạn thân ông già đánh tennis đó. Nó sẽ cho con mình xuống. Thì là một ngày mà học phòng hành quân. Cho đến tai hai luôn đó. Chắc kỳ đó mà bay nữa là chết. Bay trực thăng. Nhưng mà mấy anh bay trực thăng là lúc đó làm gì? Đi bắn, đi bỏ bom hay là... Đi bắn. Là chở mấy thương binh về. Tùy tùy, chở thương binh về rồi đi thải quân rồi đi bắn. Đủ hết. Chị biết cái kỳ mà cái chiến gì da beo của tụi Việt Cộng không? Là nó cắm cờ đó. Tụi tôi phải đi bắn hạ cờ xuống. Cắm cờ ở đâu? Trên đồi núi đất của mình là tới cắm cờ. Mà ở tỉnh nào? Thì ở cái khu vực Trường Sơn á. Cắm cờ hết trời, chiến gì da beo đó. Tất nhiên là cái kỳ đó là phe, bốn phe đó. Quân sự, cái chiến gì da beo là cắm cờ. Nghĩa là không phải đất của nó cắm. Để cho là nhiều đất á. Bà hội nghị á. Chính phủ cái gì đó, nó nói là chính phủ cách mạng lâm thời. Do Trịnh Đình Thảo chủ tịch á. Mình phải đi bắn hết mấy cờ nó xuống. Thì phải hạ cờ xuống, mà hạ xong là nó lên. Làm là cứ tiếp tục vậy hả? Vui quá trời. Mình đi bay bị nó bắn xẻ là mình rớt. Khi mà anh đi qua đây rồi anh phải đi từ mà mình đang là đại quý không quân đi bay. Rồi bây giờ trở ra mình thành anh thợ may thì anh thấy làm sao? Thì... buồn khóc chán không muốn chết, hay là mình thấy mình phải ráng mình
kiên trường lên mình sống, hay là cái lúc đó anh thấy làm sao? Lúc qua đây mình đi làm á, làm thầy mà bây giờ làm thang á, thấy nhưng mà mình phải cố gắng thôi. Cái cuộc như vậy mà mình đã đi qua được bên này rồi, thì mình còn cái vinh dự hơn, vẫn còn cái sung sướng hơn những người còn ở lại trong trại tù cộng sản. Thì đó mình đã qua đây, mình đã như vậy là mình sung sướng rồi, mình phải cố gắng chịu đựng. Vì tụi tôi vẫn hy vọng có một ngày nào đó quê hương mình sẽ đổi mới và mình sẽ trở về. Mình thế hệ mình về không làm được cái gì, nhưng mà có con cái của mình, con cháu của mình. Chứ bây giờ mình già rồi mình làm cái gì nữa. Nhưng mà mình chỉ đi đâu thôi, mình chỉ nói cho con cháu mình nó biết thôi, để con cháu mình nó về. Vì thế bây giờ quê hương mình bây giờ tùm lum bên nha, biểu tình rồi chống tùm lum bên Việt Nam rồi. Thì hy vọng ngày nào đó nó sẽ sụp đổ thôi. Mà anh nghĩ con cháu mình nó có chịu về lại làm. Thì bây giờ mới nhờ những cái hồi triệu hồi của chị đó. Để cho nó về nó phục vụ đất nước. Đó, cái hồi của chị đây, cái này là trách nhiệm của mấy chị làm ra đây này. Cái đó không phải là trách nhiệm riêng của tụi tôi. Không, đúng. Này. Nhưng mà chị là hồi. Tất cả các nơi. Dạ. Các anh cũng phải phổ, cũng như là phổ biến khởi xướng, nhưng mà làm sao đó là tụ tập được cho cái khởi công mình, là mình phải kéo tụi nhỏ nó vào. Dạ, cái thế hệ giống như hồi là mấy cái cậu này đó, mấy cái cậu nhỏ này nó kéo nó vào. Dạ đúng. Để cho nó hiệp sức với mình, nó mới chắc rồi mình lớn rồi chị thấy. Dạ, để cho nó làm mà cho nó thấy là cái chuyện làm này nó rất là có lý, có hữu lý và nó có ích lợi. Dạ. Vì sao này, để con cháu nó hiểu cái chuyện làm. Dạ.